Một lý do ối dồi ôi nhất mà em từng bị cái sổ báo là gì nhỉ? Em làm bài tập tiếng Anh trong giờ toán. Sao mày không làm bài tập tiếng Anh trong giờ tiếng Anh mà làm bài tập tiếng Anh trong giờ toán nhỉ? Vì nó phải tùy hướng chị ạ. Em ngủ trong lớp xuyên 5 tiết luôn chị. Ở nhà em không được ngủ. Ở nhà em vẫn ngủ nhưng mà đến lớp lại buồn ngủ tiếp. Lại ngủ tiếp rồi. Là em bắt được cái con bướm ngoài cửa sổ xong em ép vào vở con bên cạnh và cô ghi vào là nghịch bướm bạn trong giờ học. Ôi giời ơi. Trời ơi, anh cũng ghê quá đấy. Em nói chuyện nhiều quá nên cô xin đổ bài nhưng mà em nói chuyện đâu còn không thủy. Kinh đấy. Việc kiểm tra bài tập cũ có thể gây ra hội chứng quên tặng thời gian. Đó là những biểu hiện. Thế là em quên làm bài tập về nhà đúng không? Dạ. Học sinh gương mẫu mà thế này là không được đâu nha.